Rồi, ok, mến chào quý anh chị và con bác đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha. Thì ở video hôm nay, Lúa xin chia sẻ đến quý cô chú và các bạn cái cách mà mình chuyển tiền cho số điện thoại từ app Sanbank ha. Và các bạn lưu ý giúp mình là cái này là chuyển tiền cho số điện thoại hay là mình chuyển tiền vào ví Sanbank của mình những bạn, chứ không phải là mình nạp tiền điện thoại từ app Sanbank ha. Các bạn lưu ý giúp mình á là có hai cái khác nhau nha. Rồi, thì có một số bạn hỏi mình á, bình luận là làm sao để chuyển tiền vào ví Sanbank hay gọi là chuyển tiền cho số điện thoại trên ví của mình á, thì các bạn làm không được nên mình sẵn tiện mình làm video hướng dẫn cho bạn luôn đó. Mà các bạn theo dõi video mình đó, mình bắt đầu vào video nha. Rồi, ok, đây là cái điện thoại của mình đang trên điện thoại như bạn, và đây có một bạn bình luận á, vô bình luận comment á hỏi mình đây, để mình vô thông báo nha. Đó, đến kênh của mình thì có bạn hỏi, bạn Cường Cường nè, bạn hỏi là chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản Sanbank có được hay không anh. Đó thì mình có giải thích cho bạn biết rồi, nhưng mà sẵn tiện mình làm video cụ thể cho bạn nghe, bạn xem luôn. Đó, bây giờ mình sẽ vào ví, vào cái app Sanbank của mình nha. Đó, hiện tại đây là trang chủ Sanbank của mình. Đó, mình sẽ truy cập vô mục quản lý thẻ tài khoản cho các bạn xem nè. Đó, mình sẽ nhấp vô mục quản lý thẻ tài khoản. Đây, nó cứ mình nhập mật khẩu thì mình sẽ nhập mật khẩu của mình vô. Đó. Và đây là cái ví mà các bạn đang hỏi chuyển tiền vào ví này ha. Đây có chữ Sanbank nha. Và đây là số tiền trong ví của mình, nó có 9 đồng thôi. Đó, bây giờ mình sẽ qua tài khoản chính đó. Đây là cái thẻ của mình ha. Giờ mình sẽ lấy cái thẻ này mình chuyển qua cái ví Sanbank mới nãy cho các bạn xem nha. Đây mình truy cập vô cái mục chuyển tiền nè, mình nhấp vô mục chuyển tiền ha. Hiện tại á các bạn cũng thấy là cái thẻ của mình đang nổi lên, nó màu cam ha. Và đây là tài khoản của mình hiện tại có 3 triệu mấy. Và khi chuyển tiền á, thì các bạn cũng thấy là nhập bên trên tài khoản nè, xong rồi chuyển số thẻ nhận được ha. Đây, và hiện tại khi chuyển tiền nó vô một tài khoản ha. Mình sẽ nhấp qua chỗ là chuyển cho số điện thoại như chỗ này màu trắng như thế này các bạn. Đó, ở bên dưới á, số điện thoại người nhận, các bạn sẽ nhấp số điện thoại mình cần chuyển vô ha. Và bên góc phải á, ở chính giữa số điện thoại nè, ngay số điện thoại luôn, các bạn nhấp vô ngay chỗ dấu cộng giúp mình nha. Đó, sau khi nhấp vô dấu cộng thì nó sẽ ra tên mình bên dưới, nó có một cái gạch liền với số điện thoại mình kế bên. Đó, thì mình chỉ cần điền cái số tiền mình cần chuyển vô cái ví đó bao nhiêu thôi. Đây mình sẽ chuyển vô 100 ngàn nha. Đó, sau khi nhấp số tiền đầy đủ mình sẽ bên dưới mình diễn giải sao cũng được. Rồi, xong mình sẽ nhấp ô tiếp tục ở góc cuối cùng ở chính giữa nè. Đó, nó sẽ cho mình kiểm tra lại một cái nữa. Những thông tin cụ thể gồm số điện thoại nè, số tài khoản cần chuyển, xong mình nhấn tiếp tục. Đó, nó kêu mình xác nhận vân tay ha. Ở chỗ này mình có nhập OTP. Đó, thì các bạn không có thì các bạn nó gửi trực tiếp qua từ tin nhắn số điện thoại ha. Các bạn chỉ nhấn ô đồng ý là nó sẽ chuyển tiền vào ví ngay ha. Rồi, đây nó báo của mình là chuyển tiền thành công ha. Rồi, thì mình cũng để mình vô một quản lý thẻ tài khoản kiểm tra lại nè. Đây là cái ví Sanbank của mình, mình sẽ nhấp vô hình con mắt. Đó, hiện tại tài khoản mình có 100.009 đồng nè. Đó. Rồi, thì video mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.